Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC 29 tháng 1. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh FAOMI dự báo sau dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các doanh nghiệp tại thành phố sẽ cần tuyển thêm 19.000 lao động. Theo FAOMI, trong số 19.000 việc làm mà doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển thêm sau Tết, có 30% công việc bán thời gian, lao động thời vụ. Các nhóm ngành cần nhiều lao động sau Tết có thể kể đến như tiếp thị, bán hàng, dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn, nghiên cứu thị trường, cơ khí, giúp việc gia đình, giao hàng, nhân viên bảo vệ, sửa chữa xây dựng, sửa chữa điện dân dụng, điện lạnh, điện, điện tử, chế biến thủy sản, thực phẩm, dịch may, giày da. FAOMI dự kiến mức thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên đán năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ dao động từ 3 đến 4%, thấp hơn các năm trước nhờ vào chính sách lương thưởng của doanh nghiệp đã có phần cải thiện và người lao động cũng có nhu cầu ổn định công việc hơn. Tính chung quý 1 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển khoảng 65.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm 25%, đại học cao đẳng chiếm 35%. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết là sẽ áp dụng các biện pháp gia hạn khoanh nợ của các khoản vay của các hộ chịu thiệt hại do đợt rét đậm gây ra ở các tỉnh thành phía Bắc. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, các hộ bị thiệt hại dưới 40% sẽ được gia hạn nợ. Các hộ bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% được khoanh nợ tối đa đến 3 năm, bị thiệt hại từ 80% đến 100% được khoanh nợ tối đa đến 5 năm. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội đã yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể tại địa phương và đối tượng vay vốn nắm bắt kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ để gia hạn và khoanh nợ. Tính đến ngày 28 tháng 1 vừa qua, có 5.085 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội bị thiệt hại bởi đợt rét đậm với tổng số tiền lên đến trên 127 tỷ đồng. Để phục vụ hoạt động mua sắm Tết của người dân, các hệ thống siêu thị trên cả nước đã bắt đầu tăng giờ mở cửa cho đến tận khuya. Kể từ ngày 28 tháng 1, hệ thống Co.opmart tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng giờ hoạt động, kéo dài từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2, tức 26 đến 28 tháng Chạp, hệ thống sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm, riêng 29 âm lịch sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Co.opmart nghỉ hoạt động vào ngày mùng 1, từ ngày mùng 2 mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ mùng 6 sẽ mở cửa trở lại bình thường. Hệ thống Bixi trên toàn quốc cũng đã đồng loạt kéo dài thời gian phục vụ, mở cửa sớm hơn thường lệ và đóng cửa lúc 0 giờ đêm. Ngày 29 âm lịch, Bixi cũng sẽ phục vụ đến 12 giờ trưa và mở cửa hoạt động bình thường từ mùng 3 Tết. Hiện tại Bixi đã chuẩn bị 500 tấn trái cây đặc sản và các loại trái cây ngũ quả phục vụ nhu cầu lễ cúng, 25 tấn bánh tét, bánh chưng hiện đã ra siêu thị. Hệ thống Co.opmart và Co.op Extra trên cả nước thì đồng loạt giảm giá các loại giò chả và lạp xưởng cùng hàng loạt các sản phẩm chuyên phục vụ Tết khác. Thưa quý vị, dù là nước có nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng nhất nhì thế giới, nhưng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu phải qua các nhà mua hàng trung gian, sử dụng thương hiệu của các nhà mua hàng này mới có thể đi vào các hệ thống phân phối bán lẻ toàn cầu. Xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống bán lẻ toàn cầu bằng thương hiệu của chính mình để có được lợi nhuận cao hơn, tạo dựng được uy tín cho hàng Việt là mong mỏi của các doanh nghiệp, nhưng chưa nhiều doanh nghiệp làm được điều này. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ làm rõ nhiều góc quanh vấn đề chúng ta vừa đề cập. Tại hội thảo phát triển các doanh nghiệp cung ứng do phụ nữ sở hữu diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Theo Thuận Phương, một trong những doanh nghiệp Việt Nam đang là nhà cung ứng sản phẩm may mặc trực tiếp cho hệ thống bán lẻ lớn nhất toàn cầu Walmart, chia sẻ, con đường để doanh nghiệp đến được với hệ thống này cũng trải qua không ít khó khăn. Bắt đầu từ việc gia công sản phẩm may mặc cho đối tác Hàn Quốc, công ty xác định mục tiêu thoát dần gia công để trở thành những nhà bán hàng trực tiếp. Do đó, trong quá trình gia công, Thuận Phương không ngừng nghiên cứu để tự phát triển các sản phẩm riêng của mình. Đến khi cảm thấy tự tin, doanh nghiệp đã mạnh dạn tìm đến văn phòng đại diện của Walmart tại Trung Quốc đăng ký cung ứng hàng cho chuỗi bán lẻ này. Từ số lượng xuất khẩu ban đầu chỉ khoảng 200.000 sản phẩm, đến nay, công ty xuất khẩu đều đặn hàng năm từ 3 đến 5 triệu sản phẩm cho Walmart. Tuân thủ được những cái yêu cầu về an ninh, về an toàn, chất lượng, về nhân công, về lao động. Đấy là một cái tiêu chuẩn khó nhất. Và ngoài ra như tôi nói là mình phải cung cấp được cho Walmart không chỉ những là hàng gia công mà là phải hàng tự mình thiết kế, tự mình phát triển được mẫu mã. Thì đấy là cái hướng lâu dài, hướng đi lâu dài của công ty. Những khó khăn mà bà Anh chia sẻ cũng đồng quan điểm với các doanh nghiệp khác khi nghe đại diện Walmart giới thiệu các điều kiện để trở thành nhà cung ứng cho chuỗi bán lẻ này.
Theo đó, để trở thành nhà cung ứng cho Walmart, ngoài các tiêu chuẩn về sản phẩm, doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu về môi trường và chính sách cho người lao động. Kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng, minh bạch liêm chính trong kinh doanh. Doanh nghiệp không chỉ tuân thủ các yêu cầu này trong doanh nghiệp mà phải quản lý các yếu tố trong toàn bộ chuỗi cung ứng tạo ra sản phẩm của mình. Theo các chuyên gia, đây là thách thức cản trở việc tham gia vào hệ thống phân phối toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đây là bắt buộc của thị trường, chứ không chỉ riêng của Walmart. Và chúng ta cũng biết rằng là bất cứ một các cái doanh nghiệp nào trong cái chuỗi cung ứng thì họ cũng nên là trở thành nhà cung ứng không chỉ là cho một hoặc hai doanh nghiệp mà nên trở thành là nhà cung ứng toàn cầu, nghĩa là cho nhiều doanh nghiệp khác nữa. Vì thế cho nên là cái đòi hỏi của Walmart cũng là một cái gọi là thách thức, nhưng mà cái thách thức đó nó tạo ra cơ hội, chứ nó không phải là cái thách thức để nó giảm cái cơ hội của chúng ta. Cũng theo đại diện Walmart, dù Việt Nam là thị trường mới của Walmart, nhưng tập đoàn này cũng đang hướng đến tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng ở đây, đặc biệt để tận dụng các lợi thế khi TPP có hiệu lực. Hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong việc trở thành nhà cung ứng cho Walmart đôi khi không nằm ở sản phẩm hay quy trình sản xuất chưa đáp ứng, mà do ở việc doanh nghiệp có xác định được mục tiêu tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu hay không. Thường doanh nghiệp không biết nên bắt đầu từ điểm nào để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, quy trình ra sao. Thứ hai là khả năng tiếp cận với nguồn tài chính, tín dụng để phục vụ cho mục tiêu này của mình. Các yếu tố này chúng tôi có thể hỗ trợ. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất là các doanh nghiệp thường thiếu tự tin, không dám tin là mình có thể bước ra biển lớn và tham gia vào chuỗi cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu như Walmart. Đại diện Walmart cũng nhấn mạnh, ngoài quá trình chuẩn bị để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thì việc các doanh nghiệp gây được ấn tượng với đại diện các tập đoàn phân phối toàn cầu khi gặp gỡ trực tiếp là vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp có thể có nhiều sản phẩm tốt, nhưng nếu muốn trở thành nhà cung ứng cho các chuỗi bán lẻ hàng đầu thế giới, thì nên tập trung cho 1-2 sản phẩm tốt nhất để mà xuất khẩu và phải xác định thị trường mục tiêu cho sản phẩm của mình. Sản phẩm sẽ bán cho ai, hợp với thị trường nào và có hợp với chuỗi phân phối không? Khi làm việc với các chuỗi bán lẻ lớn như Walmart, thì phải tập trung trình bày về sản phẩm, cái gì tạo nên khác biệt của sản phẩm so với sản phẩm cùng loại, chứ không nên mất nhiều thời gian vào việc giới thiệu lịch sử công ty, quá trình sản xuất, v.v. Thứ hai là phải lý giải được vì sao sản phẩm phù hợp với chuỗi phân phối bán lẻ. Có phải vì sản phẩm có giá tốt, chất lượng tốt hay luôn đổi mới sáng tạo? Nói tóm lại, doanh nghiệp phải kể được câu chuyện về sản phẩm của mình một cách thuyết phục nhất trước người mua. Theo các doanh nghiệp đã là nhà cung ứng cho Walmart, việc được hệ thống này chấp nhận chỉ mới là bước khởi đầu. Việc duy trì sản phẩm trên kệ hàng của Walmart mới là quan trọng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong sản phẩm của mình để sản phẩm luôn được cải tiến, đồng thời phải tổ chức sản xuất sao cho hiệu quả nhất để giá cả cạnh tranh. Đại diện công ty Thuận Phương cũng chia sẻ, để duy trì là nhà cung ứng cho Walmart, doanh nghiệp luôn có chiến lược phát triển lâu dài theo hướng hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, cập nhật áp dụng các phần mềm quản lý để tiết giảm chi phí. Đối với kết quả của hai sàn chứng khoán thì hai sàn ngày hôm nay đã đồng loạt tăng điểm, xu thế kịch trần của nhiều cổ phiếu dầu khí đã góp phần hỗ trợ cho sức bật trở lại của chỉ số VN Index. Chỉ số VN Index tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu dầu khí và ngân hàng. Thị trường dao động trong biên độ hẹp với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, hoạt động giao dịch trên sàn cũng ở mức thấp khi lực cầu chưa sẵn sàng trở lại. Bước sang phiên chiều, VN Index bắt đầu tăng mạnh. Giá dầu thế giới diễn biến tích cực giúp cho cổ phiếu dầu khí như GAS, PVD đồng loạt đạt kịch trần. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BVH của Bảo Việt và Vietcombank. Trong phiên này, cổ phiếu Vincom mặc dù đóng cửa mức giá đỏ nhưng khả năng hấp thụ dòng tiền vẫn duy trì khá tốt. Khép phiên, VN Index tăng gần 6 điểm, lên mốc 545,25 điểm, thanh khoản đạt gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 26%. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng tăng tốc mạnh hơn vào phiên buổi chiều. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng trên sàn với cầu vào khá cao, hoạt động giao dịch giữ ở mức ổn định. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,9%, đạt 76,87 điểm, khối lượng giao dịch với hơn 42 triệu đơn vị, tương đương gần 413 tỷ đồng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức nổi bật sau đây ở phần tiếp theo của bản tin. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản từ chức vì vướng scandal hối lộ.
Người đi vay đô la Mỹ tại Nga gặp khó khi đồng rút rớt giá.